Đâu mình giơ lên cho ba nhìn nó có đẹp không? Con này là con gì đấy? Con Moremon. Con màu gì nhỉ? Màu gì Tiến Minh nhỉ? Màu xanh. Màu xanh nhỉ? Xanh lá cây, đẹp, rất đẹp. Nay Tiến Minh và chị Ngọc Nhi đi Hà Nội đây. Đang đi ăn. Đang đi ăn. Ở nhà hàng Lotte. Ở nhà hàng shopping.